Tôi tắm tắt cái máy chiếu đi thì ơi. Dạ không dùng máy chiếu nữa. Ồ, chỉ có tay em đây. Thế là bên giữa giờ la hơi to nè, chị để ông đang giữa phải âm kém nè. Nhưng mà mình phải quen với cái máy đó. Cái độ lớn cỡ nào là mình nhận biết nó to. Nói chung là phải đo. Chị đặt ở giữa đây. Đây đây. Mình giữa đây. À, như thế này thì anh đè đầu dò hơi nặng rồi đó. Chị thử nhé, anh thử nhấc lên đi. Tại vì nó phải có một cái khoảng cách, anh thấy nó khoảng cách lớp dưới da nó hơi xa một chút. Chứ anh đè nó sẽ sát vô, nó sát vô nhìn cả đây lên giữa nè. Chị dần ngang cái tay đây. À, anh thử quét lên xuống tí nè. À, đây. Bên giữa của chị này vừa là to. Lại có hồi chứng của tay rồi đó. Để cho em mượn em diễn tả cái thằng bên giữa này cái rồi rồi em đưa lại em có bệnh sẵn rồi nãy giờ không lấy demo ta sẽ diễn tả cái thằng tình giờ này em đặt cái cầm đầu giờ rất là nhẹ nè, khi đặt vào á để mà mình kiểm soát được cái lực đè đó chị nhảy cái tay sai một chút, tôi cầm đầu giờ còn thấp hơn cái mặt đầu giờ. Đối với bệnh nhân nhạy cảm mình không muốn tiếp xúc gì đó thì mình tựa vào chỗ khác, nhưng mà đại khái nó có điểm tựa, thường tựa trên da là không biết, mình đặt đầu dò vào rất là nhẹ, mình thấy cái khoảng cách rất xa ra, thấy không? À, nếu cần đó, thì mình làm một lớp keo nữa này, mình sẽ làm nó xa hơn một lần này. À, khi cái hình nó dòi vào tâm á thì nó hình nó phân giải tốt hơn là mình đè nó xuống. Rồi thành bên giữa chị thấy là cái đoạn bên trên nó nè như thế này, giờ đi tới đây đi theo cái hướng vậy này tự nhiên nó thành thẳng âm kém và nó to ra tới đây, đây là dây chằng ngang cổ tay này và tới ra khỏi ống cổ tay, chỗ này sao nó tối quá, tối quá vậy nào chích steroid dưới này nha, để mình biết là chỗ cùng chỗ này nó tối quá thế này thì làm sao đầu dò đây khi chúng ta 12, 13 cho nó thấp xuống, xuyên thấu không đủ rồi tăng gen sâu lên mà vẫn chưa đạt, mình cho thấp cái tần số xuống đây. Độ xuyên thấu nó sẽ tốt hơn, thấy được mặt sau tốt hơn. À, rồi ở chỗ này là mình cắt dọc, để chị thường thường cái tay anh xuôi xuống đừng có dọc ra, dễ làm thôi. Mình thấy này thằng bên giữa rất to này. À, chỗ này chỗ đoạn ống cổ tay này. Cái dây chằng ngang cổ tay nè, nó nhỏ là nè. À, thấy không? Đây ít nhỏ nè, đây to nè. Và cái đoạn qua khỏi cái cổ tay rồi á thì nó cũng đôi khi nó hơi này là hơi to, nhưng mà đôi khi nó to nhiều ở chỗ này mà đoạn trên nó không to cũng có. Vậy thì trường hợp này mình so sánh trên dưới thì mình thấy chỗ này to nhiều hơn. Vậy thì lúc mình làm á mình sẽ lựa chỗ to nhất mình dừng lại để mình đo. Đó, hôm nay em đo cho kích thước thôi. Dạ, đo vô.
Mình bấm hai cái thôi, cái là em ra tiếp chuyện rồi. Mai đứng đặng nói luôn được rồi. Không sẽ phục lắm. Đó, mình viền theo ha. Viền theo cái bao của dàn kinh đó. Rồi, vẽ gì cũng hơi chật rồi. Để con chắc bo này nó dịch dịch. Ví dụ ha. Mình về thì rất to. Ô mới có 13 thôi, thì cái hình nó to thôi. Mới 13 thôi. Tức là vừa đủ để chẩn đoán chứ không có tăng. Vậy thì anh chị thấy tiếp cận cũng không có khó lắm. Thấy là trên này có thì chỉ luôn mấy cái này là cái này gần cơ gan tay dài này, anh chị thấy không, nó nằm vị trí sát bên luôn nè, cho nên rất là nhiều bị chẩn đoán nhầm thành kinh giữa với cái gân này nè. Đấy, cái chỗ này xem là đang động mạch trụ đang mạch trụ ở đây, thành kinh trụ đây. Đi xuống tiếp nữa thì nó cũng vẫn vậy, nó vẫn là cái dải dây dạng như giống như cái gân vậy, dải sợi này đó, thành kinh trụ đó. Gấp cái gấp dễ dễ lắm, gân gấp thì dễ lắm, nằm sát lên gân này, động mạch trụ ở đây, thành kinh trụ rồi tới gân gấp của tay trụ này, bám theo xương đây, từ xương đây vẽ lên cái tới gân này, dọc lên đó, thấy không? Rồi. Nó sẽ còn nhiều thứ nữa nhưng mà không làm